em ấy nó về cái lĩnh vực gì? Nó cũng là về, nó chuyên về làm về service nhiều hơn là làm về, về trong service đấy có cả software để làm, có cả hạ tầng bên dưới để triển khai làm về service. Thì em muốn hỏi là cái mục mà design ra, mục xây dựng lên sao, làm thế nào để chứng minh được cái kia là ông ấy kêu là khách hàng đúng không? Không, không quyết định. À, chỉ là okay. Hay là làm một nhiệm vụ của EA là vào ngày ra nghiên cứu cho tôi làm về bán hàng. Công ra nghiên cứu cho tôi về bán hàng như thế nào, một bên xây dựng. Em nói là cái EA có phải là cái góc độ nó cứ tiếp cận được cái chỗ nào, từ chỗ là có ý tưởng về sản phẩm, view ra sản phẩm đó và thuyết minh là nó là ok anh cho triển khai đi, vân vân. Hay là nó chỉ đơn thuần như là giám đốc giao hàng ra một cái quyết định làm cái dòng sản phẩm. Vâng, đấy là thì phải cho làm ok. Thế còn đứng vào BA và góc độ writer thì anh nghĩ là không bàn nữa, thì đương nhiên là ông sẽ ok, mình vì sao mình nghĩ thì cái công việc ở BA thì kiểu tức là từ xa đến gần, tổng quan chi tiết rồi rồi ấy, là bắt đầu và sau khi mà ý tưởng đã được cái đọc duyệt. Thế còn ban đầu có ý tưởng đấy có thể đến từ nhân viên kinh doanh, có thể đến từ nhân viên phát triển vấn đề, có thể đến từ chính lãnh đạo, thì sau đấy đã có một cái bộ phận gọi là bên mình gọi là bắt đầu sản phẩm và thị trường, thì người ta đã đi nghiên cứu sơ bộ, người ta không cần phân tích sâu về chuyện khách hàng bên nào. Để có ý tưởng là làm một phần mềm về quản lý bán hàng mà dành cho các cái cửa hàng như kiểu của OZ này chẳng hạn, OZ cà phê này nhỏ nhỏ thế này, mới làm sao khách vào nhìn thấy được là bạn nào ăn order những cái gì, khách ra ăn cửa phát được đơn cái điện thoại ra là ngày là của anh chị hết 395.000 gồm có thì gì đấy chẳng hạn, là sẽ có một ý tưởng của những kinh doanh thì về bảo anh ấy thấy phải cố kia chưa có mấy cái đấy mà người ta cần. Thế thì sẽ có một cái bộ phận mà người ta nghiên cứu số lượng những cái cửa hàng như vậy khoảng bao nhiêu, có đúng cái phần mềm nào là cạnh tranh chưa, nếu có phần mềm cạnh tranh thì chính khoảng bao nhiêu trong thị trường, cái cơ hội tính giả sử giá bán như thế nào, cái không bán mà chỉ tính bằng quảng cáo thì cái tính toán sơ bộ là cái doanh thu của công ty là bao nhiêu. Và cái bên phía mình thì bên phía phát triển phần mềm sẽ phải bo ra là cái như thế theo cái việc án án nhất là nó khoảng bao nhiêu tỷ thì bao nhiêu đã thể để làm ra, mà công ty sẽ cân nhắc xem như thế thì có hiệu quả đầu tư không. Và một khi đã phát lệnh đầu tư thì người BA bắt đầu chạy một cái quá trình tìm hiểu rất là bài bản về chuyện khách hàng mục tiêu có đặc điểm chính xác như thế nào, quy mô từ đâu đến đâu, rồi là mọi thứ như thế nào. Mình bổ sung thêm một ý nhỏ thôi, cũng vẫn lấy cái ví dụ môi của một quán cà phê là chẳng hạn, đúng không? Bây giờ hiện tại anh Bách là anh đang quản lý và anh sử dụng chỗ Osachi cả ăn cả ngồi. Bây giờ cái ý tưởng ban đầu ấy, là mình thì không phải là mình làm việc với Bách mà mình biết ngoài đấy, mà mình cũng giống như view của người BA ấy. Giả sử mình mở một quán cà phê như này hàng đúng không? Thì cái ông BA có ở lo là ông đâu chạy không biết có thứ như thế nào. Đấy thì cái tiêu chí đầu tiên là cần cái là phần mềm mà. thì cái ý tưởng đầu tiên ấy tức là mình phải quản lý cái doanh nghiệp về quy trình về bán cà phê, thế là để phục vụ khách, không phải cái service về cà phê khách hàng đến đây như là đúng không? Thì nó sẽ có này, các cái order ví dụ các bạn phải nhớ các bạn phải tiếp nhận về order đó như là máy, đấy là một cái. Và cái thứ hai tức là cái lượng khách hàng đi vào đây, đúng không? Giả sử như họ có thể dựa vào cái lượng order tính được lượng khách hàng, thì họ cũng nhìn vào trên cái order đấy cũng biết được là cái thời gian mà khách hàng đi vào đấy, và họ nhìn vào cái nguồn cái order của khách hàng order đấy, thì xem đấy là họ thiên về uống trà uống cà phê hay uống bia hay gì đấy, đấy là họ sẽ biết được là cái họ sẽ cần nhập thêm hay là mua thêm những yếu tố gì những vật liệu gì đấy, họ sẽ nhìn vào cái thời gian, tức là nếu như hệ thống ngon nhá, mà tính được là từ cái lúc order cho đến lúc có cái đồ uống cho khách là hết bao lâu, thì trong hệ thống thì họ biết được, họ tiếp nhận được là một cái cảnh bắt thì nó pin ra thì nó order là cho lúc mà họ đưa cái đồ uống lên cho khách. Ví dụ như là cái khoảng thời gian quá lâu khách phải đợi cái nửa tiếng vô uống này, thì rõ ràng họ phải đưa đi cái họ sẽ phải thêm cái người kiểu bartender ra đồ đấy, hoặc là do cái nguyên vật liệu đầu vào họ chưa đủ ready, khách order rồi nhưng mà vẫn thiếu quả tươi thiếu cái hộp sữa này, thì họ sẽ phải tăng cái nguồn nguyên vật liệu chuẩn bị để ready cho cái người bartender họ chỉ pha chế thôi, họ không phải kiểu sơ chế cái đấy nữa. Đúng thì cùng trên một hệ thống như thế, nhưng mà những người quản lý họ muốn nhìn vào đầy đủ hơn thì đấy là công việc của BA, không phải nhìn bằng các cái số liệu thực sự hoặc các cái report của BA trên hệ thống, tức là ông sẽ phải hoặc là ông sẽ phải là người mà đưa ra đề xuất để xây dựng có những các report này bên kia để cái người quản lý họ biết được là mật độ khách như nào, cái giờ nào giờ cao điểm khách cũng
thời gian họ test được quá lâu hay không. Thậm chí mà hệ thống ở đây còn ngon tí nữa nhá, họ phải có là cái survey để xem là cái buổi đấy nó có hợp với cái xu hướng khách bây giờ không. Cái mùa này tự nhiên nó cả ngày trời cũng mát mẻ, tự nhiên không chuyển nóng, tự nhiên là cái lượng khách người ta uống những cái đồ có nhiều cá hoặc là những cái đồ soda thật mát. Thế thì cái người mà người ta quản lý đấy, thậm chí họ xem thời tiết xem là hàng sắp tới có ngày này hàng phải tăng lên lên. Thế thì khi mà họ những tất cả những số liệu đấy, nếu mà cái phần mềm đủ ngon cái quy trình trong thực tế nha, thì cái quy trình phần mềm nó cũng đúng là như thế, nó phải bằng thực tế. Thế thì cái phần mềm nó họ ngon thì họ nhìn thấy được cả cái thống kê, tìm xu hướng, tìm theo cái sắp tới mùa đông thì đủ phải đóng vào những cái đấy, thì họ phải nhìn trên cái bóng để họ từ cái đấy mà họ chuẩn bị cái nguồn lực sắp tới cho cái mùa đông. Thì đấy là cái công việc kia, ông phải biết quan sát, đúng không? Quan sát thực tế và ông phải đưa cái kết quả quan sát đấy vào phần mềm. Thế thì mình chỉ lấy một ví dụ một quán cà phê thôi, mà một